anh quê ở Tiền Giang, hát bài đi nghe hả anh. Bài gì? Bài gì mai nghỉ mà. Bài gì con chào chú ơi. Chào con gái. Con chào tất cả ông bà con chú trong nước ra ngoài nước. Ông bà trong nước và ngoài nước chào con gái nha. Ông bà chú hôm nay chào con tốt đẹp bà và vui vẻ. Ừ, vui vẻ là vẻ vui. Hồi nãy chú Long mới dàn tô phá lấu bò, thêm hai ổ bánh mì, thêm nửa gói mì nữa. Con ăn gì chưa? Con ăn gì chưa? Dạ. À, con ăn gì chưa? Superman. Superman à. Tưởng bạn của Hà Anh chứ. Dạ con ăn rồi, con ăn trà sá nha mà đó, ăn là trời. Dạ, chưa ăn gì hết. Bây giờ là chưa ăn gì hết hả? Thôi chưa ăn gì hết thì nghỉ thôi, ăn gà rán được rồi, đủ calo rồi, ăn chơi gì nữa. Nói với chú Long hổ ôi luôn đúng không? Nói với chú Long là bó tay chú Long luôn đúng không? Trời ơi. Con miệt mài. Ủa? Con nguyên số 1 luôn hả? Trời ơi. Ê, không nổi, để cho chú Nguyên chú làm. Em ra khiêng, con khiêng cho em. Con làm sao con khiêng cái đó nổi. Gãy lưng á. Dạ, cảm ơn chú nha chú. Dạ, cảm ơn cô. Rồi, cảm ơn anh nha. Thảnh thơ ghê. Cô ba chiên bánh thảnh thơ ghê. Khoái bột lên á nó đều á. Bánh xèo kìa cô, phải không? Bánh xèo nhí đây, 35k một cái, chưa giòn cô ba. Cái này là thứ ba là miệt mài đổ bánh xèo của mình. Miệt mài đổ bánh xèo luôn.
không bữa nay là live show của cô ba đó, không dành mà cũng không buồn mà cũng không vui mà cũng gọi là không buồn cũng không vui là cái gì theo xe kia rồi xong rồi đó, xe đó là xong rồi đó. Bây giờ là 8:15, tức là 20:15 giờ Việt Nam. Không biết là bên các nước, các ông bà cô chú thì mấy giờ nữa. Dạ. Cho em xin một like, một chia sẻ và một đăng ký nha ông bà cô chú. Bánh xèo nhí. Để cho nhiều ông bà cô chú biết đến bánh xèo nhí nhiều hơn ạ. Đồng hành cùng Nghĩa Tiến Ba để bánh xèo tiếp các bạn ơi. Là đổ từ 2 chiều tới giờ nha quý vị. Có giá đoạn. Có vô ăn chiều, có vô ăn tối. Rồi bánh xèo kìa, 4 cái cho hai em trai luôn. Bữa nay anh đứng vòng ngoài không à, tính tiền thôi, tính tiền cái lộn không biết nữa. Có tính tiền mà nào chị hỏi. Bé à, đã giỏi nhất là có tính nhân nha các bạn. Đúng rồi, tiếng ba đổi cúng cái nhà này được rồi. Hiện tại trên bàn có 6 cái bánh xèo nha các bạn. Nếu mà đợi ông nội bà nội đã đổ hay là bé Hà đổ thì cái lượng cồn nó sẽ tăng lên nha mọi người. Nhưng mà đổ cái tốc độ của tiếng ba thì chắc nó không có tăng nhiều đâu. Đúng bé Hà. Bé Hà đổ chậm lắm. Bé Hà đổ nha, đổ chậm lắm. Bé Hà. Ê. Từ từ. Bản thân của bé Hà. Bạn nào bạn cái gì đấy hả? Bạn mà bị duyên hả? Mặn hả? Bằng mặn à? Bằng mặn à? Về chạy bộ nữa. Cần 30 cây mà không. Tao ra qua nói chuyện với Hà Anh xíu đi. Dạ. Tâm Anh đi đâu rồi? Hả? Rồi kể chuyện bạn mặn hay là bạn gì đó. Kể chuyện hài vui xíu đi cho ông bà cô chú nghe đi. Cô nhắc là các bạn nào đã xem lần 7 của Lý Hải không được bước chưa? Rồi, sao? Rồi sao? Mở khoai bát câu rồi, mấy bạn trong lớp thì chưa có ai coi hết trơn. Chú Long cũng coi rồi. Xong cô nói là cô coi cô khóc luôn. Ôi, chú Long chảy nước mắt 2 lần. Bộ phim rất là hay, đã hay rất là ý nghĩa. Phim có trẻ con, cho trẻ con coi nữa mà. Ý nghĩa về gia đình. Lý Hải là chuyên về các bộ phim mà hành động á, cũng nhiều. Nhưng mà đợt này là Lật Mặt 7 á, là làm bên cái vấn đề đó là gia đình à, câu chuyện và cái trường quay đó là cái nhà của chú Lý Hải luôn. Ủa, cái nhà chú mua trên cái nhà trên Lật Dương, Lật Lâm Đồng gì đó. Có suối có ra cảnh này ta đã thấy ở đâu rồi. Chắc là nó ở nói chuyện mọi người bên kia chấm cú nói đổ bánh xèo, còn người bên này thì nói chuyện cho nó vui. Cảnh này tôi thấy rồi sao nữa, rồi sao nữa, rồi sao nữa. Cảnh này tôi mới thấy quen nè, cảnh này không quen. Bánh xèo đi ông bà cô chú ơi. Rồi sao nữa, hát bài gì đi, bài hát hay là bé Hà nó phải có sự hỗ trợ chào của Trâm Anh mới được. Đi không có mẹ, đi từ nào khi đi em
tới trường, mẹ dắt em từng bước. Hôm nay mẹ lên nương, một mình em tới lớp. Hương lương thơm đôi nắng, nửa xôi trong thì cô che nắng xâm mạc đường em đi. Tiếp tục hát bài gì đi. Con gà gáy tê lê tê sang rồi. Ai ơi, gà gáy tê lê sang rồi. Ai ơi, nắng sáng lên rồi, dậy lên nữa nó sang rồi. Ai ơi, rừng và đường xanh đã sáng rồi. Ai ơi, có nghĩa là cái đứa nó ngủ ngủ dài giống như con á, ngủ nướng á, ngủ giống như con á. Mình phải dậy sớm. Người ta người già thì là người ta thường hay ngủ dậy sớm lắm, còn mình trẻ con thì mình cũng phải dậy sớm, mình tập thể dục vô. Trời ơi, đồng thì ở ngoài kia mình lấy cái sợi dây điện đơn một trăm mấy mình làm cho nó kín lại để cái gì đâu mà đồng gì mà đỡ mình. Ôi, không có mà. Hả? Không. Không biết gì. Ôi, mấy cái cộng đồng cột lại. Cho nó kín lại, mình lấy cái cho nó tròn á. Từ nãy thấy cái tay nó cứ quải hoài, tôi định nói rồi mà nó kêu nó chối cái máy, nó chối cái máy quay của chú Long lắm nha. Cái sợi đồng hai chấm là nó đồng hơn nữa. Nó kiểu như nó màu đồng đẹp lắm, nó tròn. Mà thi học kỳ có kết quả chưa? Chưa hả? À, chứ bà con không thi rồi. Chứ mấy bạn là thi hết rồi. Thi hết rồi. Chưa thi. Không, thứ năm là thi. Trường là theo quy định của Bộ Giáo dục đó là trước lễ là đã thi rồi. Và sau lễ chỉ còn một vài môn nữa thôi. Vậy là con bà con được ưu tiên là không có thi. Tháng năm bà con không có thi, nhưng mà mấy bữa nay Linh mình học mấy tháng này đó, tháng mấy này đó lên cho trường mấy bạn kêu chị không? Tối nay sầu riêng đông mà không có ai ghé quay. Không. Ừ, đông lắm. Không có bạn nào kêu ấy hả? Không, kêu bạn bình thường, kêu bà ông nữa. Biết được rồi, mấy đứa nhỏ bây giờ mới cấp 1 rồi. Bà làm bài. Bà làm bài chưa? Hôm qua bà ngủ sớm không? Hôm qua bà đi học về có bị ba mẹ đánh không? Hôm qua ông ăn gì? Hôm qua tôi thấy ông đi tin ba mẹ ba chở ông đi chơi đúng không? Ông bà hồi xưa chú kêu là mày tao luôn. Mày tao luôn. Thằng kia mày đâu ạ? Mấy giờ rồi về? Trễ giờ quá rồi. Bây giờ là 8 giờ tối nha các bạn hơn rồi. 8 giờ 20 rồi. 8 giờ 20 rồi mọi người ơi. Trễ quá. Về. Cái cảnh này thấy là rất là lạ luôn á. Cái cảnh bé Hà đứng đó ngồi nói chuyện tâm sự rồi nói chuyện rồi. Hát ca rồi các kiểu. Thấy trong giấc mơ. Thực tế xin mơ gì hôm nay là mình đứng mình thảnh thơ, còn người ta còn ai đổ bánh xèo được thì cứ đổ bánh xèo. Chứ sao người ta sắp chuyển giao quyền lực rồi, chuyển giao cái chủ doanh nghiệp rồi là đây đổ bánh xèo đâu có ra gì đâu. Nhân viên đổ bánh xèo không ra gì hết. Đổ bánh xèo là như thế này nè, là đổ là bây giờ lịch 3 giờ sáng dậy đổ nha. Em ơi, thứ 3 được rồi. Thứ 3 là bây giờ là cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tôi. Có nghĩa là sở hữu bánh xèo nhí nhất ở đây luôn rồi, đơn giản không? Nhưng mà quyền thừa kế lại là để cho bé Hà thừa kế là phải thứ 3. Công thức đổ bánh xèo vẫn truyền lại bé Hà đâu có. Chưa truyền được mà. Vẫn chưa truyền mà. Để coi thì nó có đi Mỹ đi nước ngoài không? À. Biết chứ. Chứ còn nó phải đi nước ngoài sao truyền là thất lạc rồi nha. Thất lạc sao? Không ai truyền cho thằng Kiệt đảm bảo hơn. Nhưng mà Kiệt nó đã có đam mê không? Kiệt cái đam mê cái khác. Thì với Hà đi Mỹ thì bó tay để làm gì? Kêu Kiệt hả? Ôi gì?
Cảm ơn ông bà cô chú nha. Hẹn gặp lại ông bà cô chú anh chị và các bạn trong các video tiếp theo nha. Hẹn gặp lại ông bà cô chú anh chị và các bạn trong các video tiếp theo.